quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tin nhanh quốc tế số ngày 1 tháng 9 để cập nhật những thông tin nóng trên thế giới. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Đổ nhà máy hóa chất tại Texas do ngập lụt sau bão Harvey. Máy bay đến bom Mỹ bay qua bán đảo Triều Tiên trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Sân bay Mexico cung cấp phòng ngủ cho hành khách. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, hai vụ nổ đã được báo cáo hôm 31 tháng 8 theo giờ địa phương tại nhà máy Arkema tại Crosby, bang Texas, và một cảnh sát trưởng đã được đưa tới bệnh viện sau khi hít phải hóa chất. Các vụ nổ xảy ra vào sáng sớm hôm 31 tháng 8 tại một nhà máy hóa chất bên ngoài thành phố Houston đang thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Cơ sở Arkema tại Crosby, Texas là nơi chuyên sản xuất peroxide hữu cơ và chứa các hợp chất dễ bay hơi cần được giữ trong tủ lạnh. Nơi đây bị mất điện hôm 27 tháng 8. Trong một tuyên bố, công ty cho biết chính quyền đã đồng ý hành động tốt nhất là để các hóa chất cháy hết. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ của thành phố Houston đang phải đối mặt với một nhiệm vụ lớn hơn, bắt đầu một cuộc tìm kiếm theo từng cụm nhà với mong muốn tìm thấy bất cứ ai còn sống hoặc tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng sau nhiều ngày nỗ lực hết sức để cứu vớt những người dân Houston bị mắc kẹt hoặc chạy trốn khỏi lũ lụt. Các đường phố có thể vẫn sẽ bị ngập lụt trong nhiều ngày, thậm chí là vài tuần, khi công binh quân đội Mỹ tiếp tục xả nước từ các hồ chứa để ngăn chặn áp lực quá cao lên các đập và đập tràn. Harvey là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Texas trong 50 năm qua, buộc 32.000 người phải đi tìm nơi trú ẩn. Ước tính tổng thiệt hại đã lên đến con số 75 tỷ đô la. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ hỗ trợ 1 triệu đô la cho các nạn nhân của bão Harvey. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence đã đến Texas và phụ giúp người dân dọn dẹp các đống đổ nát và rác do bão gây ra. Dự báo bão nhiệt đới Harvey tiếp tục suy yếu, di chuyển qua bang Louisiana và Mississippi. Thưa quý vị, hôm 31 tháng 8, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên, hai ngày sau khi Triều Tiên bắn tên lửa bay ngang qua Nhật Bản. Hai máy bay ném bom chiến lược siêu âm có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-1B, bốn máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ và máy bay chiến đấu Hàn Quốc đã cùng tham gia bài diễn tập cuối cùng trong đợt tập trận chung hàng năm của hai nước, mà năm nay tập trung chủ yếu vào phần mô phỏng máy tính. Triều Tiên cho biết việc phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung mà nước này tiến hành hôm 29 tháng 8 là nhằm chống lại các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, và đó cũng là bước đầu tiên trong hành động quân sự ở Thái Bình Dương nhằm kiềm tỏa đảo Guam thuộc Mỹ. Theo hãng tin KCNA của Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã ra lệnh phóng tên lửa lần đầu tiên ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng và cũng tuyên bố sẽ cần thêm nhiều cuộc bắn tập ở Thái Bình Dương để đạt được mục tiêu. Thưa quý vị, nhiều người đã thiệt mạng và số người bị thương vẫn tiếp tục tăng sau khi một tòa nhà 6 tầng đổ sập ở Ấn Độ hôm 31 tháng 8. Vụ sập nhà xảy ra tại một trung tâm thương mại tài chính đông đúc dân cư của thành phố Mumbai. Tòa nhà bỗng dưng sụp xuống vào lúc sáng sớm khi nhiều gia đình còn đang ngủ. Hiện cảnh sát vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên. Tuy nhiên, Ấn Độ đang phải hứng chịu nhiều trận mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở thành phố này. Tòa nhà 117 tuổi này đã được chính quyền tuyên bố là xuống cấp trầm trọng từ năm 2011. Tòa nhà đã bị sập và chúng tôi đã cứu được 3 người, họ vẫn còn sống. Tuy nhiên, cả tòa nhà bị sập hoàn toàn, vì thế chúng tôi lo ngại vẫn còn người bị mắc kẹt dưới đó. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra theo hướng nâng cấp sửa chữa trái phép. Trước đó, vào tháng 7, một tòa nhà tương tự cũng bị sụp khiến 17 người thiệt mạng. Thưa quý vị, du khách quá cảnh tại sân bay Mexico giờ đây có thể thưởng thức một giấc ngủ ngắn mà không bị gián đoạn bởi tiếng ồn của nhà ga hoặc phải nằm trên sàn nhà nhờ vào các phòng ngủ thông minh. Bên trong sân bay nhộn nhịp của thành phố Mexico, những du khách quốc tế mệt nhọc muốn tìm kiếm một chút yên tĩnh trong khi chờ chuyến bay thì giờ đây có thể lăn xuống giường và ngủ. Sân bay đã gia nhập một xu hướng mới toàn cầu, đó là cung cấp phòng ngủ theo phong cách neon cho khách du lịch. Ở lại bất kỳ khách sạn nào khác với những tiện nghi như vậy, tôi phải tốn khoảng 110 đến 170 đô la một đêm, còn ở đây giá cả thực sự khá hợp lý. Với khoảng 30 đô la một đêm, khách nghỉ ngơi không chỉ có giường mà còn phòng tắm và tủ đựng hành lý.
Bản tin tin nhanh quốc tế sáng ngày 1 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để cập nhật những thông tin mới nhất. Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.